Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Huy ra tay minh oan vụ ngoại tình cho vợ chồng Vinh Hiển, Nhã Phương. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của Bên Bờ Hạnh Phúc. Bản quyền thuộc về đài truyền hình Vĩnh Long, chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Chuyện ngoại tình của vợ giám đốc Vinh Hiển đang trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội. Ngày nấy đều đồn thổi rằng nguyên nhân vì sao mới cưới mà lại như vậy. Có người còn đồn về quá khứ của Nhã Phương. Có người lại cho rằng Vinh Hiển và Nhã Phương chỉ là hôn nhân trên bản hợp đồng. Rất nhiều ý kiến để lại bình luận xấu cho tập đoàn Hưng Thịnh. Vinh Hiển biết rằng anh không còn nhiều thời gian nữa, anh chỉ có 24 giờ để điều tra. Hai mới thật sự là thủ phạm việc chụp lén Nhã Phương và bạn học. Dù gì đi chăng nữa thì Vinh Hiển tin tưởng Nhã Phương không làm chuyện có lỗi với mình. Còn ông ngoại thì vẫn ủng hộ cho hai vợ chồng. Ông dặn dò bà hứa phải sáng suốt, phải tin tưởng con dâu, đừng để mắc phải sai lầm như năm xưa. Nếu cứ vội vàng quy chụp kết tội cho người khác thì sẽ hối hận không kịp. Long đầu bạc tình cờ cũng biết được chuyện này. Khỏi phải nói hắn ta vô cùng vui mừng vì nghe tin Nhã Phương bị kết tội ngoại tình. Hắn ta vừa muốn hại tập đoàn Hưng Thịnh, lại vừa không muốn cho Vinh Hiển và Nhã Phương được hạnh phúc, do đó, nghe tin này hắn ta rất hả hê. Long đầu bạc nghĩ rằng, biết đâu được sau khi ly hôn anh ta lại có cơ hội đến với Nhã Phương thì sao? Về phần Nhã Phương, dù rất đau buồn vì bị vu oan, nhưng cô không thể nào ngồi yên chờ Vinh Hiển điều tra tội cho mình. Nhã Phương đã tìm tới Huy để mong muốn anh ra tay làm bằng chứng cho mình. Cả hai không có mối quan hệ mờ ám thì chẳng có gì phải sợ cả. Lần gặp mặt này Nhã Phương còn không để Huy ngồi gần vì sợ tiếp tục bị mang tiếng ngoại tình. Huy vừa ngồi kế cô đã đẩy Huy ra rất xa để nói chuyện. Cô nói rằng hình ảnh mình học bài đã bị đưa lên mạng xã hội và bị vu oan tội ngoại tình, cần Huy giúp đỡ. Huy nghe xong vô cùng bực tức và sẵn sàng ra mặt để đối chất và minh oan cho Nhã Phương. Sau đó Huy còn kể lại rằng, ngày cả hai gặp mặt anh ta đã thấy được một chiếc xe hơi khả nghi đậu ở phía trước quán cà phê. Anh còn nhớ rõ cả biển số xe. Nhã Phương sau đó đã kể lại hết mọi chuyện cho Vinh Hiển nghe. Anh dường như đã biết được thủ phạm nên để tổ chức một cuộc họp mặt họp báo. Tại đây anh đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng và cùng với Chí Kiên là một bài thuyết trình báo cáo về sự việc. Trong lúc thuyết trình, anh đã nắm lấy tay Nhã Phương, hai vợ chồng đứng lên một cách mạnh dạn. Tay trong tay, Vinh Hiển và Nhã Phương khẳng định một lần nữa họ đang yêu nhau và không có chuyện ngoại tình. Liệu rồi kết cục ai chính là thủ phạm của vụ án này? Sau khi được minh oan, Nhã Phương sẽ đối xử như thế nào với Vinh Hiển? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Bên Bờ Hạnh Phúc. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.